chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Mình chào các bạn. Những cái luống hoa mà mình đang quay cho các bạn xem đây nè các bạn. Cái loại hoa này, cái cây nó bé bé mà lá nó tròn tròn xinh xinh. Và ở trên mỗi một cái ngọn của cây ấy, nó có nguyên một cái chùm hoa đó các bạn. Cái loại hoa này ấy, nó có cái tên là phong lữ thảo hơn các bạn nha. Cái loại hoa này là một loại hoa mà đặc trưng của Đà Lạt đó các bạn. Và cái loại hoa này ấy, thì nó cũng có nhiều màu lắm. Nó có khoảng 5-6 màu rồi các bạn, như màu trắng nè, màu hồng nè, màu cam nè, rồi màu hồng hồng mà pha với trắng nè. Nó chắc được khoảng 5-6 màu gì đó các bạn. Mà loại hoa này cái cây nó không cao đâu các bạn, nó chỉ có thấp thấp như vậy thôi à nha.